Chào các bác nhá. Thì khá lâu rồi mình không có ra video cho các bác cùng xem và anh em mọi người cùng xem. Thì hôm nay mình sẽ quay tổ ong đất vàng nuôi của mình cho các bác cùng xem nha. Tổ này thì do là bị đánh thuốc một lần nên là giờ nó vẫn còn bé, nó cũng chưa to lắm rồi. Nó bị đánh thuốc một lần chết gần hết nên là nó phải mất một thời gian rất là lâu rồi nó mới hồi lại, mới phát triển mạnh rồi. Thì là do là mình không có thời gian quay nên là hôm nay mình sẽ quay một chút cho anh em với các bác cùng xem. Tuần này thì hiện tại thì chắc là nó cũng rơi vào khoảng yến, gần yến rồi. Còn một hai tổ nữa nó to hơn nữa nhưng mà mình chưa có thời gian quay để đăng lên cho anh em cùng xem. Thì giờ cũng rảnh chút rồi thì mình sẽ quay một chút cho mọi người cùng xem, cho anh em đam mê, các bác cùng chung đam mê cùng xem nha. Thì anh em xem, các bác cùng xem video thì nhớ cho em xin một lượt like với một lượt đăng ký kênh. Để vài ba hôm nữa em lật những tổ ong đất vàng to nhất Việt Nam thì các bác sẽ nhận được thông báo nha. Tổ này thì bé thôi, còn hai tổ nữa thì to hơn tổ này nhưng mà mình chưa có thời gian quay để đăng lên cho các bác cùng xem. Giờ thì cũng tháng 10 rồi, chắc là cũng không lâu nữa là mình cũng sẽ lật toàn bộ những tổ ong nuôi của mình rồi. Thì nếu mà bác nào chưa đăng ký kênh của em thì cho em xin một lượt đăng ký kênh với lại bấm chuông để hôm nào em lật những tổ ong đất vàng thì anh em sẽ nhận được thông báo. Thì chắc video của em cũng xin phép dừng video đây. Cảm ơn các bác đã xem video của em nha.